Chào cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Bữa nay thì hai mẹ con mình với lại Bo có dịp đi ngang núi Bà Đen, Tây Ninh, quê mình nè cả nhà. Sẵn thấy cảnh đẹp nên mình quay cho cả nhà cùng xem cho vui luôn nha. Đi ngang nên hai mẹ con mình ghé ngoài cổng đứng xem luôn nè cả nhà. Quay cho cả nhà cùng xem nha. Nay dịch nên ngoài cổng vắng lắm cả nhà, không có người qua lại luôn. Ít lắm, chỉ có vài người thôi. Nhìn cảnh này mà buồn quá chừng luôn cả nhà. Đây là tượng Phật Bà mới xây ở trên đỉnh núi nè cả nhà. Còn đây là những hình ảnh mà gia đình mình đi núi Bà lúc chưa có dịch nè cả nhà. Giờ mình sẽ ghép vào video này luôn nha cả nhà, để lưu lại làm kỷ niệm cho gia đình mình luôn nha.
Giờ mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha cả nhà. Bật nút thông báo để xem video mới nhất của mình nha. Bye bye nha.